Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tự tánh? Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tự tánh không hòa hợp. Nếu Pháp nào tự tánh không hòa hợp thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm can năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh? Này thiện hiện! vì bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không có tự tánh? Này thiện hiện, vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ tự tánh không hòa hợp. Nếu Pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa không có tự tánh? này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không có tự tánh này thiện hiện vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Thánh Đế khổ, Thánh Đế tập diệt đạo không có tự tánh? Này thiện hiện, vì Thánh Đế khổ, Thánh Đế tập diệt đạo tự tánh không hòa hợp. Nếu Pháp nào tự tánh không hòa hợp thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà tất cả Pháp môn Tam Ma địa tất cả Pháp môn Đà La Ni không có tự tánh? Này thiện hiện vì tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni, tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh